nghiện thịt trẻ con. Ngày xưa, tại ngôi làng Aza, có một người thợ rèn nghèo khó. Dù làm lụng vất vả quanh năm, nhưng cuộc sống của gia đình anh vẫn vô cùng túng quẫn. Anh à, nhà chúng ta chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Để anh mang ít đồ ra chợ bán xem sao. Cả một ngày trời, người thợ rèn vẫn không bán được một món đồ nào cả. Mình thật là vô dụng, mình còn sống trên đời này làm gì nữa đây, chi bằng chết quách đi cho rồi. Này anh thợ rèn, anh đừng nói những lời như thế, cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Bà không biết đấy thôi, cả tuần nay vợ tôi đã phải nhịn đói rồi, vậy mà tôi vẫn không kiếm được chút tiền nào cả. Ta sẽ làm số vàng này với điều kiện anh phải trả lại cho ta thứ mà anh vẫn chưa biết là đã có nó. Thứ mà tôi chưa biết là đã có nó ư? Đúng thế, anh có đồng ý không? Nhà mình thì có gì đáng giá đâu cơ chứ. Được, tôi đồng ý. Em ơi, anh vừa kiếm được rất nhiều vàng này. Anh kiếm được ở đâu thế? Chuyện ly kỳ lắm. Từ từ rồi anh kể. Sáng nay em đã định nói với anh, em có thai rồi. Em cứ lo là chúng ta nghĩ gì. Sao? Em đã có thai ư? Thứ mà anh chưa biết là đã có nó. Bà ta muốn con của ta sao? Sau đó, người vợ đã sinh được một bé gái vô cùng xinh xắn, tên là Arina. Bé gái có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Cô bé càng lớn, ba mẹ cô càng lo lắng vì lời hứa với người đàn bà năm xưa. Con bé đã 5 tuổi rồi, liệu bà ta có đến bắt con mình không anh? Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con em à. Hãy ngủ đi nhé, hai vợ chồng tội nghiệp. Từ bây giờ, con sẽ ở với ta. Người phụ nữ đưa cô bé đến một vùng đất xa xôi và nuôi dưỡng cô bé rất cẩn thận. Thời gian thấm thoát trôi qua, Arina đã trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Mình sẽ làm bánh táo, chắc mẹ sẽ rất thích đây. Mẹ về rồi đấy ạ. À, con đang làm bánh táo, mẹ chờ con một lát nhé. Arina, ta có chuyện muốn nói với con. Arina, con đã tròn 17 tuổi rồi, đã đến lúc mẹ phải để con ra đi rồi. Sao? Mẹ muốn đuổi con đi ư? Không, chỉ là ta không thể để con ở lại đây. Con phải có cuộc sống của riêng con. Nhưng con biết đi đâu bây giờ? Hãy cứ đi theo trái tim mình con à, rồi con sẽ được hạnh phúc. Nhưng có một điều mẹ cần con hứa. Điều gì hả mẹ? Cho dù có xảy ra chuyện gì, con cũng không được nói ra con đến từ nơi này. Nếu không, mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào hả mẹ? Mẹ sẽ bị giết chết. Thế là Arina đã rời khỏi căn nhà của người phụ nữ da đen. Ta xin lỗi đã làm nàng sợ. Ta là vua của đất nước này. Còn nàng từ đâu tới? Tôi ở xa lắm, tôi không nhớ mình đi hướng nào tới đây nữa. Vậy thì nàng định đi đâu? Ta có thể đưa nàng đến đó. Tôi cũng chưa biết nữa thưa ngài. Nhà vua nhanh chóng bị vẻ dịu dàng của Arina chinh phục. Người liền quyết định đưa nàng về hoàng cung. Dù không biết được gốc gác của Arina, nhưng nhà vua vẫn cưới nàng làm hoàng hậu. Một năm sau, nàng hạ sinh một bé trai cũng có mái tóc vàng óng ả. Và sóng gió bắt đầu ập tới. Muôn tâu hoàng thượng, trẻ em mất tích trong thành đang ngày một tăng lên ạ. Đã điều tra ra manh mối gì chưa? Chúng thần đã gấp rút điều tra, nhưng vẫn chưa có manh mối gì khả quan ạ. Thưa hoàng thượng, hoàng tử mất tích rồi. Sao? Mất tích từ khi nào? Khi thần vào phòng của hoàng hậu thì thấy hoàng tử đã mất tích. Còn hoàng hậu nằm cạnh giường của hoàng tử, trên tay và trên mặt vẫn còn dính máu ạ. Hoàng hậu Arina đúng là phù thủy độc ác, chính con mình cũng không tha. Tự nhiên hoàng thượng lại lấy một cô gái không rõ từ đâu đến. Ngay từ đầu ai cũng thấy kỳ lạ rồi. Arina, ta biết nàng không phải là thủ phạm, nhưng nàng chưa bao giờ nói cho ta biết xuất thân của mình cả. Thiếp không thể thưa hoàng thượng, nếu không giữ lời sẽ có người phải đau khổ. Đúng là lời lẽ xảo biện của phù thủy, hãy xử tội mụ ta đi. Arina, nếu nàng không nói ra, ta bắt buộc phải xử tội nàng đấy. Thiếp không thể nói, thưa hoàng thượng. Arina cương quyết không nói, nhà vua đành phải ra lệnh xử tội nàng, dù trong lòng vô cùng đau khổ. Dừng lại, hoàng tử đang ở đây. Ta
chính là tiên trên trời, vì trót để lộ bí mật của cõi trời, nên bị đày xuống đây chịu tội. Ta phải tìm được một người chịu vì ta mà giữ bí mật đến cùng. Có như vậy, ta mới được trở về trời. Là thật sao? Arina, con của con và của những người dân ở đây đều còn sống khỏe mạnh. Ôi, con của chúng tôi còn sống. Tạ ơn trời đất. Ta xin lỗi con nhiều lắm. Không sao đâu mẹ ạ. Hãy trở về với ba mẹ ruột của con nhé. Họ thương nhớ con lắm đấy. Arina tìm về với ba mẹ ruột của mình và đón họ vào hoàng cung. Từ đó, họ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Cha không ăn thịt đâu. Bố, bố định đi đâu thế ạ? Nằm nhà lâu quá rồi. Bố định đi ra đồng mót ít cua. Thằng cu tí nó thích ăn canh cua lắm. Ấy chết, bố không được đâu. Bố còn đang ốm phải dưỡng sức, lại còn đau thấp khớp nữa. Bố ở trong nhà nghỉ ngơi, đừng đi ra ngoài nữa. Hôm nay bố... Bố thương chúng con. Thương cháu thì bố cứ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi ạ. Khi nào bố khỏe hẳn thì chúng con không dám cản ạ. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang băm thịt con à. Sắp tới giờ cơm chiều rồi. À, hoan hô mẹ. Chiều nay lại được ăn thịt rồi. Lâu lắm rồi con mới được ăn thịt đấy. Tí à, nhà mình nghèo, dành dụm mãi mới mua được ít thịt cho nội ăn. Nội mới ốm vậy, cần được bồi dưỡng nhiều hơn con à. Dạ, con hiểu rồi ạ. Cụ tí của mẹ ngoan quá. Ơi, sang nhà Tèo chơi thôi. À, mà mẹ dặn mình phải ở nhà trông ông. Ông nội ơi. Cụ tí, cháu học xong rồi à. Nào, lên đây ngồi với ông nào. Dạ vâng. Cụ tí ngoan của ông. Thằng bé sao dạo này gầy thế? Toàn thấy xương sườn thôi. Ông ơi, ăn mau khỏe để chơi với cháu nhé. Ông cháu mình sẽ ra ngoài để thái diều. Ông hứa ông sẽ mau khỏe thôi. Vâng, cháu thích lắm. Giống bạn Tèo ấy, hay được ông bạn ấy chở đi chơi lắm. Bố ăn thức ăn đi ạ. Nào, cụ tí của ông, cháu ăn thịt đi cho trông lớn cháu nha. Mấy nay cháu gầy quá. Ông ơi, cháu không ăn đâu. Sao lại không ăn? Cháu Bố ăn đi ạ, kệ cháu nó. Ông ăn đi ạ. Dạo này cháu không thích thịt tí nào hết. Cháu thích ăn rau cơ. Cụ tí ngoan, ăn thịt rồi ông gấp rau cho. Ông ăn đi thì cháu mới ăn. Được rồi, cháu ăn trước đi rồi ông ăn. Chúng nó vất vả quá, mình đã không làm được gì, lại nay ốm mai đau, mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc của các con. Có gì ngon ngọt cũng lại dành hết cho mình. Cứ thế này thì tội cho chúng nó quá. Thưa thầy, tình hình sức khỏe của cha tôi thế nào ạ? Sức khỏe của ông nhà cũng khá hơn rồi. Cụ cần nghỉ ngơi và điều trị một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Vâng, thế thì tốt quá ạ. Mà này, anh chị nhớ cho, đợt này kiêng cho cụ ăn những thức ăn có nhiều chất như là thịt cá nha. Ồ, sao lại vậy ạ? Cha cháu phải tẩm bổ vào thì mới nhanh khỏi bệnh được chứ ạ? Biết là vậy rồi, nhưng với loại thuốc mà tôi đang cho uống có nhiều thành phần kỵ với đạm, sợ ăn vào người sẽ không lợi. Dạ, thầy Lan đã nói vậy thì chúng cháu xin nghe ạ. Thôi tôi về đây, 2 tuần nữa tôi sẽ khám lại. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Mình ơi, hôm nay thầy Lan hẹn qua khám cho cha. Ta về nhà xem thầy Lan đã tới chưa. Tôi thấy sốt ruột quá à. Không biết tình hình thế nào rồi. Ừ, vậy thôi nghỉ ở đây, mai làm tiếp. Lần này tôi không thể nói như lần trước được đâu. Ông không chịu ăn uống tẩm bổ thì sao có sức khỏe được. Nay mạch của ông vẫn yếu lắm. Lương tâm của người chữa bệnh không cho phép tôi nói như thế. Tôi không thể nói dối tiếp nữa đâu. Tôi biết, nhưng xin thầy,
Nhà tôi, chúng nó vất vả với tôi quá. Miếng ngon nào cũng dành cho cha thì sao có sức mà làm lụng cơ chứ. Lại thêm thằng cháu cứ mỗi lúc một gầy, sương sườn nhô ra. Tôi làm ông không đành lòng thầy ạ. Tôi thương con, thương cháu tôi quá. Cha, cha, dù cho chúng con vất vả thiếu thốn chút, nhưng cha được đủ đầy khỏe mạnh thì chúng con có xá chi đâu. Chúng con chỉ có một ao ước là mỗi sáng thức dậy vẫn được thấy cha khỏe mạnh và minh mẫn, làm chỗ dựa tinh thần cho cả nhà. Được thế thì dù vất vả mấy, chúng con cũng thấy hạnh phúc lắm. Cha đừng nghĩ ngợi gì cha nhé. Ông ơi, ông phải ăn thật nhiều, còn mau khỏe, để còn chơi nhiều với cháu. Ừ, ông biết rồi, cháu ngoan. Tuy bệnh tật dày vò, nhưng ông ấy thật có phúc khi có con cháu tận hiếu đến như thế. Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. Ngày xưa, tại một lâu đài xinh đẹp nọ. Giá mình có con gái da trắng như tuyết, môi hồng hào như máu đỏ tươi, tóc đen nhánh như gỗ mun. Sau khi sinh hạ con gái là Bạch Tuyết, bà qua đời. Hoàng hậu mới tuy đẹp nhưng người lại xấu nết, ích kỷ, không ưa gì Bạch Tuyết, đặc biệt khi nàng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Gương kia ngự ở trên tường. Thưa hoàng hậu, ở đây bà đẹp tuyệt trần, nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Ngươi hãy mang con bé này vào trong rừng sâu. Tôi... Hãy giết nó đi, mang trái tim nó về cho ta. Bác ơi, cháu xin bác hãy để cháu sống. Cháu sẽ chạy trốn trong rừng hoang vu này. Thả cháu ra, ta khó tránh khỏi liên lụy. Cháu trốn vào rừng đi, ta sẽ nghĩ cách đối phó với hoàng hậu. Sẩm tối, Bạch Tuyết đến một ngôi nhà nhỏ. Mọi vật trong nhà đều bé xíu. Mạn phép chủ nhà, mình sẽ chỉ ngã lưng một chút thôi. Có lẽ cửa nhà chúng ta không đóng nên nàng đến ngủ nhờ. Hẳn nàng là người tốt, trông thật hiền lành và xinh đẹp. Đừng sợ, chúng tôi là những chú lùng sống trong rừng này. Nàng tên là gì? Tôi là Bạch Tuyết. Nhưng làm sao mà nàng tới được nhà của chúng tôi? Nàng kể lại cho họ nghe tất cả những gì mình phải trải qua. Thật tội nghiệp nàng. Nếu nàng đồng ý trông nom nhà cửa, nấu ăn cho chúng tôi, thì nàng có thể ở lại đây. Đúng vậy, chúng tôi rất hân hạnh. Được vậy thì tuyệt quá, cảm ơn các anh. Khi ở nhà một mình, nàng chớ cho ai vào đó. Vâng, thật sự cảm ơn các anh. Thế là từ đó, Bạch Tuyết sống cùng bảy chú lùng tốt bụng. Về phần bà hoàng hậu trong cung, bà ta đinh ninh Bạch Tuyết đã chết. Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được giường như ta. Thưa hoàng hậu, ở đây bà đẹp tuyệt trần, nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, nơi nhà của bảy chú lùng sống chung. Vậy là tên thợ săn kia đã lừa ta thả nó rồi. Được rồi, lần này chính tay ta sẽ xử lý con bé đó. Hàng tốt, hàng đẹp, ai mua nào? Cháu không được phép cho ai vào nhà. Ta chỉ bán hàng thôi mà. Con xem, mái tóc đen như gỗ mun của con mà được chải bằng chiếc lược này thì mới đẹp làm sao? Dạ, chiếc lược đúng là rất đẹp ạ. Để xem người sống sao với chiếc lược tấm độc này. Trời ơi, có kẻ đã hãm hại nàng rồi. Chắc chắn là mụ gì ghẻ ác độc kia. Thử nhìn xem trên người nàng có gì bất thường không, nhanh nào. Ôi chao, nàng đã tỉnh lại rồi. Chiếc lược tẩm độc tố này đã hại nàng. Nó ở đâu ra chứ?
Nàng rất hiền và cả tin nữa, nên rất dễ bị lừa. Đừng để những chuyện tương tự xảy ra nữa nhé. Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được dường như ta? Ở đây bà đẹp tuyệt trần, nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Bạch Tuyết, tại sao nó vẫn còn sống? Người nhất định phải chết. Cháu không được phép cho ai vào nhà đâu ạ. Xin lỗi bà. Có gì đâu, bà muốn bán rẻ nó chỗ tao để về. Cháu không mua thì bà cho một quả mà ăn, ngon lắm. Không ạ, cháu không được phép nhận một thứ gì cả. Cháu sợ ăn phải thuốc độc chứ gì. Cháu ăn nửa táo chín đỏ, bà sẽ ăn phần táo trắng còn lại. Dạ, táo nhìn ngon quá, cháu xin bà. Mụ hoàng hậu đã tẩm độc rất khéo, chỉ nửa táo chín đỏ ngấm thuốc độc. Muôn tâu hoàng hậu chính là người đẹp nhất thế gian. Có thế chứ. Chúng ta không tìm thấy dấu vết chất độc nào, tim nàng không đập nữa rồi. Thi hài như vậy, ai nỡ lòng nào đem vùi xuống đất đen chứ. Chúng ta sẽ đặt làm cho cô bé một quan tài trong suốt bằng thủy tinh. Một ngày nọ, chàng hoàng tử nước láng giềng ngang qua. Chàng si mê vẻ đẹp của Bạch Tuyết và không tin nàng đã chết. Cảm động trước chân tình của chàng, các chú lùng đồng ý để chàng khiêng Bạch Tuyết đi. Trời ơi, tôi đang ở đâu đây? Ta quý nàng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Nàng hãy cùng ta về cung điện của vua cha. Nàng có ưng thuận lấy ta làm chồng không? Mụ hoàng hậu độc ác cũng được mời tới dự lễ cưới. Mụ mặt lộng lẫy và không quên hỏi gương thần về người đẹp nhất trần. Thưa hoàng hậu, ở đây bà đẹp tuyệt trần, nhưng hoàng hậu trẻ muôn phần đẹp hơn. Mụ hoàng hậu vừa nhìn thấy Bạch Tuyết thì thần người cứng đờ, rồi quả tim độc ác của mụ vỡ tan mang theo những toan tính thâm hiểm của mụ đến địa ngục. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!